Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Hỏ xin giới thiệu đến cả nhà hai lô đất liền kề, diện tích lớn, khu thổ cư, hẻm số 13, đường số 10, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Đây là thành phố Thủ Đức. Đường trước hai lô đất hiện tại nó là đường 6m. Hai ô tô có thể né nhau vô tư. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 5m, dài 37m mỗi lô. Hai lô liền kề là ngang 10, dài 37m. Diện tích là hơn 370m2. Thuận lợi để xây căn hộ dịch vụ cho thuê, hoặc là làm kho xưởng, hoặc là xây biệt thự, vân vân, tùy theo mục đích sử dụng của quý khách hàng và các nhà đầu tư. Từ vị trí lô đất của mình, hẻm 13, đường số 10, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, này là thành phố Thủ Đức, nó sẽ thông với lại hẻm 6, đường số 10, thông với lại hẻm bên đường 12, Hiệp Bình Phước. Ra mặt tiền đường quốc lộ 13 là 150m. Ra mặt tiền đường số 10 hoặc đường số 12 là 70m. Về lại cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Hiệp Bình Phước, chợ đầu mối Thủ Đức, quốc lộ 1A, vòng xoay cầu vượt Bình Phước là 500m. Về lại bến xe miền Đông, chợ Bình Triệu, cầu Bình Triệu, Đại học Luật, khu đô thị Vạn Phúc, nhà thờ Phan Tư Ma, từ 5 đến 15 phút di chuyển. Về lại đường Hiệp Bình, khu dân cư Hồng Long, khu dân cư Sông Đà, 5 đến 10 phút di chuyển. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Hỏ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Xin nhắc lại là bán hai lô đất liền kề, diện tích lớn, ngang 5, dài 37, hai lô liền kề 10, dài 37, phun thổ cư. Đường trước đất hiện tại nó là đường 5 đến 6m, hai ô tô có thể né nhau. Xin hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip sản phẩm tiếp theo. Xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại.